Trời đất, rồi thiệt. Vô cái nhà buồn rồi mà còn mở cái nhạc buồn nữa. Đáng lý là vô đây là phải nhạc rộn ràng đồ cho người ta vui. Nhà không có một miếng nước uống luôn. Anh Dương, anh Dương. Gì á? Anh Dương à. Gì á Hương? Yêu cầu anh tiếp khách, anh phải đem nước nôi đồ ra, yến đồ ra cho tôi ăn. Cái gì? Anh đừng có thấy anh quá vợ rồi là kể như là tôi quá thích qua đây chơi là anh muốn lộng hành. Qua là mở cái nhạc buồn gầu nữa, tâm trạng nó tuột xuống. Bà qua nhà tôi bà đòi ăn cái gì? Xăm yến gì không? Xăm yến hả? Ừ. Một é bạn không? Cũng được, miễn có cái gì nhớt nhớt nuốt là vui lòng. Chứ vợ khác tiếc quá. Vậy hả? Vậy bún xà bông đi. Nó nhớt họng bà. Ông xong kỳ quá. Tôi nói nghe nha, bị cái xóm này là có một mình ông dễ thương là tại vì ông quá vợ. Nhiều khi qua chơi với ông người ta không có nói này nói nọ. Đó. Thì bà cũng dễ thương bà thì cũng được cái chết chồng. Chưa nha. Ủa chưa hả? Trời ơi, chồng tôi sống sờ sờ. Ủa vậy hả? Vậy tôi tưởng chồng bà chết không chứ. Đâu có ly thân. Ai cũng đồn chồng bà chết đó, chồng bà chết mà qua đây. Tại vì ông chồng tôi phái bận đồ trắng. Yeah. Ừ, mà cứ ngộ vậy là bận đồ trắng thì ta buổi sáng có đi đi. Ông đợi tối chứ 7-8 giờ đó trời mà hườm hườm á. Cái là ba ông đồn bận đồ trắng đi ngang mà đi, người ta tưởng chết rồi vong nó hiện về. Ông còn sống, ông lên nhà thờ tổ cho nó mở. Vậy đó hả? Ờ. Mới có ly thân thú vị thôi à. Ngôn từ gì mà nó lạ lùng vậy? Đâu có gì đâu lạ. Cái cuộc hôn nhân nào mà ở chừng 30 năm là nhìn mặt là thấy ghét dữ lắm. Thiệt à? Tự nhiên ly thân ra mỗi đứa nhà ở nó thú vị lắm. Nói chứ bà qua đây hoài hàng xóm cũng dị nghị bà ơi. Dị nghị hả? Ờ bà qua gì thì bà thôi qua. Tôi về. Về. Ê thôi. Bà không có mê tôi về. Cũng mê. Rồi tôi với ông ngồi đây nói với sớm mơ luôn. Cái thằng già giấy giò giấy số nó không vô luôn. Là bị nó vui á, nó thấy vui á. Ủa mới nhắc nó tới liền. Nó vô như con trâu nước vậy ra. Mãi đây nè. Qua nhà kiếm mày không thấy. Mày qua kiếm gì chi? Dạ mời mua giấy số. Thôi qua mua rồi, qua không có tiền còn mượn cha này 10 ngàn nè. Chú Dương mua giùm con giờ. Không chờ bà mua tao không chơi số mày. Thôi mua giùm tao giấy số đi. Thôi giấy số trúng không? Bao trúng không? Bao trúng chú luôn. Để dành giò đi. Hả? Ê nó nghe là vụ giò nè, sao mày không kêu con giò mày? Mà mua số giấy số mấy vậy? Tôi đâu biết mua giấy số quỷ này đưa nè, con có giấy giò con giò đi nè. Giò. Dạ. Giấy giò. Giấy giò. Ê qua đây đi, tôi với ông giò cho vui. Cho dạ. Đọc nè. Ủa con đọc giải đặc biệt luôn hả? Đọc đặc biệt cái lấy gì á? Cái đọc cái kia tới mai. Vô. Vô. Dạ số 3. Số 3. Không một số 3. Tiếp theo vẫn là một con số 3 nè. Một con số 3. Tiếp theo là số 6 à. Trời. Ủa không có, không có số 6 nha, có số 6 mọi có số 0. Số 0. Thiệt. À con đọc tờ giấy khác lộn lộn. Ủa lộn. Cái này nó xé một cái là chết rồi. Trời ơi xé cái là chết tôi rồi. Chú Dương. Gì? Chú bình tĩnh lại. Chú vừa gì chú giục tờ giấy số người ta rồi. Chú gì đọc tờ giấy số giục rồi rồi. Dạ có số 0 không ạ? Có số 0. Có số 0. Ôi đại gì vậy? Dạ. Sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ ạ. Vô học luôn Cần Thơ. Cần Thơ rõ ràng. Vậy là chúng mấy số rồi em? 3 số rồi. Còn 3 số nữa. Dạ. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo. Số 9. Số 9 không có. Dòng rõ. Số 9 đảo ngược ạ. Số 9 đảo ngược. Số 6 hả? Dạ. Thằng giỡn quá. Cái thằng cái đường giỡn là hồi hộp quá. Có số 6 tiệt mà. Không có số 6 tiệt ca bắt đầu giờ dung rồi nè. Bắt đầu hơi dung. Phải dung chứ. Tại vì nè 3306 nè coi rõ ràng. 3306 mà nói số 9 lật ngược hiểu không? Xém dục lụm lợi. Xé cái là su luôn. Su cà na nha bày bà nha. Rồi đúng không? Rồi okay. Tiếp nè. Hai con số cuối cùng nha. Hai con cuối cùng. Cái này vô cái là mình trúng độc đắc luôn. Rồi 3306 rồi. 3306. Mẹ mày đừng có nói thứ của gì nghe. Thứ gì thứ mấy? Gì thứ bảy. Dạ. Có cây gậy thôi. Trời buồn rồi. Ba ba xé đi xé đi con xé đi. Sao? Số 7 có đó. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi, đừng có làm vậy nha. Hiện giờ là có 5 con số rồi nè, 33067 rồi nha. Một dạ. Số nữa. Sao nha. Sao 7, sao 7? Gồng. Ê, gồng câu hỏi ôm quá ba. Tao đánh giá tôi. Tiếp nha. Số số. Kiên thiết. Thành phố Cần Thơ. Đúng đài rồi, đúng đài không ơi. Ba ba. Ba ba. Không. Không. Sáu. Sáu. Bảy. Nó nghe là chú đặc biệt có chi cho con không? Mày đọc đi tao hồi hộp thôi, tao bị bệnh đó mà ơi, tao thiệt á. Dạ, số cuối cùng nha. Số cuối cùng là 66 ạ. Trời ơi, số nữa, số ra nữa, thiệt luôn. Ê, có bao giờ mình được trúng á, trúng cái giải khuyến khích không? Đây, con cho, nãy giờ con làm vậy á là con cho mọi người thấy cái sự đối mặt của cuộc đời á. Thật sự là 66 đảo ngược là số 9. Trúng độc đất rồi. Mày trúng độc đất rồi. Ghê không, ghê không?
giỡn giỡn tôi tán trong mặt, tôi tán trong mặt mày giỡn giỡn hoài. Nhìn đi, nhìn đi. Đọc đi. Nhìn đi. Số mấy? Trời ơi, đây này, đây này. Số mấy? Ok. Nhà cả rồi. Thôi mắt tôi tèm nhèm không thấy, bà đọc cũng đi. Ông đọc cho tôi đi dò đi, tôi rung quá. Ba. Ba. Chết cha đường tới mắt cậu ơi. Nó mở mắt luôn rồi. Ba có. Có. Ba. Ba. Có. Không. Có. Sáu. Sáu. Có. Bảy. Bảy. Chín. Chín. Bảy ơi, bảy ơi. Bảy ơi. Tỉnh tỉnh bảy ơi. Có gì mình còn lãng tiền vậy? Nữa. Ai vậy? Trời ơi. Tiền mới vô mà chết. Bảy. Cái mặt mớm vậy. Bảy. Bảy ổn không? Gì vậy ba? Tiền mới vô lăn ra chết rồi. Ba. Ba ba. Không. Ba ba không. Sáu bảy. Sáu. Bảy chín. Bảy. Còn thuộc số luôn rồi đó. Chín. Chín. Đúng rồi. Xử nữa rồi. Đâu có được không? Thằng tao tấn rồi. Tôi vô, tôi vô, tôi vô. Tôi không được vậy. Bảy chú trả lại cho bảy. Ủa sao bà xỉu mà? Không có. Cái nhà này nhà của ông. Chẳng lẽ ông lấy giờ số ông chạy. Cái nhà dù gì cũng 2 tỷ rưỡi. Cái tờ giống với số có 2 tỷ à. Nhưng mà tôi người của tôi sống ở trên đời này tôi ăn chay mà. Bà ăn chay? Tháng 2 ngày. Phước lành tới rồi. Ây dạ đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị, cảm ơn chị Dương. Hôm qua chị Dương chị phù hộ cho tôi. Ừ. Trời đất ơi, vậy là tôi trúng độc đắc tôi được 2 tỷ. Rồi. Ừ, hôm qua anh cho tôi mượn 10 ngàn nữa đúng không? Đúng rồi. Anh có cho tôi mượn 10 ngàn tôi mới mua tờ giấy số 10 ngàn. Đúng rồi, như vậy là bị bà nhớ công của tôi. Trời đất ơi, làm sao mà tôi quên được, tôi sẽ trả cho anh 10 ngàn chứ. Bây giờ sao giờ tôi đi lãnh 2 tỷ. Khoan khoan. Rồi tôi về tôi trả cho anh 10 ngàn nha. Nhiều. 10 ngàn với lại tôi mua thêm 5 chén mình bát được cúng chị. Dơ dơ, chơi dơ, vậy là chơi dơ, dơ. Bậy, vậy là bậy đúng không? Bậy dơ, chơi dơ. Chơi dơ, chơi dơ, không vậy không được. Tính sao, tính sao? Dù gì mình cũng trúng số. Không, này là không có chỗ của mày, chỗ tao bả thôi, mày quanh đây đi. Không có, nó bán cái số cho mình là cái vía của nó hơn. Sống ở đời mình phải có biết đức, có tiền vô là mình phải bỏ cho ra. Dạ, đúng mỗi rồi. Đứa 100 ngàn. Bà tính sao bà ra khỏi nhà tôi được nha. Bậy, bậy không nói vậy nè. Không ấy, bậy cho con 7 triệu thôi được rồi. Trời, cái thằng dễ thương dễ sợ. Nói nghe nè, bây giờ con chạy ra con coi cái đại lý nào ở trong tỉnh của mình á mà người ta có đủ cái khả năng mà là trả tiền cho bảy đó, rồi bảy ra bảy đổi tiền. Con dẫn bảy đi luôn. Ừ, con chạy ra con coi con cái bảy không. Vậy con đi nha. Ừ. Con đi coi trước nha. Chạy ra coi đi. Nói nó nghe nè con đừng nói nghe là bảy trúng số nghe không? Ủa sao vậy? Đừng nói nghe trơn á, tiền bạc lên mình nói vô đừng nói ra. Sợ bị ăn trộm. Đúng rồi. Trời, không nói ai nghe hết. Ừ, đừng bao giờ nói là bảy để tiền ở bên cái túi tay phải. Ngu bà ngu quá. Ngu. Không, mình đó còn ở đây mình giả bộ nói vậy thôi chứ thực ra tôi bỏ bên túi tay trái. Hay quá vậy. Ừ, thông minh chứ bộ, nhất đời. Nhất đời. Nhất đời mới chơi với ông chứ nhì đời ai cho vô đây chơi. Nói nghe nè. Gì? Bây giờ nè tụi bạn ông tụi nó nghe này nè. Đừng cho con cái nó biết cái tiền này. Đúng rồi, nó mà biết cái công chia 3 chia 4 mà nó biết cái tiền này một cái là nó chia nó nói với chồng tôi á là phải chia cho con trai chồng tôi nữa. Đúng rồi. Cho nên bây giờ nè tôi với ông đưa tay đi. Đưa tay đây nào. Máy bên nhau bằng nhé. Bên nhau bằng nhé. Có phước cùng hưởng. Có quà. Có quà từ ông đi. Thời này là của hai đứa mình. Đúng không? Có phước mình cùng hưởng. Nhất định không nói với ai. Ông thề đi. Tôi thề. Sống để bụng chết mang theo. Đúng rồi. Suốt cuộc đời này chỉ có bảy hương mà thôi. Đúng rồi. Hai đứa mình âm thầm âm thầm. Âm thầm. Đi khỏi nơi này. Đi khỏi nơi này. Ê nó nghe mà tôi với ông trúng số đâu có công chuyện gì đâu mà lén lút. Đi ngang lên. Đi ngang lên. Ngẩng mặt lên dưới đời. Đúng rồi. Đi lãnh tiền mà. Trời ơi, cưng ơi, cưng đi làm về muốn qua thăm cưng một cái ghê á, ghê gì đó. Gì đó? Gì tự nhiên mặt quạo đeo vậy? Ông qua đây làm gì vậy? Qua thăm em chứ gì? Sao vậy? Chuyện gì vậy? Em mới biết một bí mật, hơi bị khó nói. Trời, có gì đâu anh với em, không có gì đâu khó nói. Chuyện gì nói, anh nghe anh giải quyết cho. Anh bên cạnh em để giải quyết những cái rắc rối của em. Có gì bình tĩnh nói cho anh nghe. Bình tĩnh lại, hít thở, nói. Ba của em đang trong mối quan hệ nghiêm túc với má anh. Hai phụ huynh đang thích nhau, yêu nhau thật sự. Lúc nãy em nghe bảo là phải giấu con cái, không cho con cái biết. Em, chuyện này không giỡn được đâu em nha. Thiệt. Ba anh với má anh mới mới có ly thân rồi mà sao đến với ba em được? Nhưng mà chung quy là dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng muốn ba em hạnh phúc à. Nhưng mà tại sao em nói chuyện đó, em thấy cái gì mà em nói như vậy? Em thấy ba em với cả má anh nắm tay nhau ở đây. Con nói là hả? Xì, không được nói cho con cái biết. Thề non hẹn ước ở đây nữa. Một cái lời thề mà anh hay thề với em đó. Anh thề nhiều lắm anh đâu nhớ đâu. Thề là có chuyện gì á thì cũng bảo vệ cho em. Kiểu kiểu vậy á. Bởi nên em mới nghi. Cha má tía mẹ ơi,
Chuyện gì đang đổ lên gia đình tôi vậy? Cái gì vậy? Anh với em gần cưới nhau mà bây giờ ba má xảy ra chuyện này. Phi anh... ơi. Ủa? Sao nhà cửa không có, ba về nhà không thấy có ai hết rồi, mẹ em đi đâu rồi? Ủa chứ mẹ không có ở nhà hả? Ừ. Trời ba ơi ba. Thôi đừng có nói. Làm sao mà không nói được hạnh phúc gia đình của anh mà làm sao em cấm ba được? Ba biết rồi. Ba biết hết rồi hả? Chứ sao nữa? Ba con nghĩ là có chuyện gì hiểu lầm ấy. Ý là cái chuyện là ba biết hai đứa mày yêu nhau là ba biết rồi, giấu làm cái gì nữa? Vậy là chú chưa biết. Ba chỉ mới biết chuyện con với em thôi hả? Ừ, hai đứa mày yêu nhau ba thấy là hợp rồi đấy. Có gì lựa lời nói với má mày một tiếng. Bây giờ ba đứng giữa ba lập chủ cho con đi. Anh đừng có nói nữa chú. Em để cho nói chuyện với ba. Chú đóng ba em rồi sao? Ba ủng hộ cái mối tình này, ba ủng hộ con cưới em. Nhưng mà làm sao mà cưới được trong khi ba biết chuyện gì chưa? Má đang cặp bộ với ba bên này nè. Mày mới nói cái gì? Vợ ba là kiểu bà xui với ông xui, hai người gặp nhau xui. Ba em mất mẹ em lâu lắm rồi thì dù gì em cũng mơ ba em hạnh phúc chứ bộ, anh nói ba em là người hư. Bây giờ mình làm lớn chuyện đi ba. Con ơi, con nhà ba ơi, ba em chạy được chạy nói. Chạy đi ba ơi, em không được nói gì hết. Em không được nói gì hết. Núp vô đây ba, núp vô đây ba. Vui quá là vui vô. Trời ơi, ai đi shopping được vô. Trời ơi, bởi vậy thú vị dễ sợ. Thời tới cảm kịp. Hai đứa mình hợp ý nhau. Đúng rồi. Tôi mua cái đó là mua cái đó liền. Chú ơi, chú. Buông cơ thể nhau ra. Có ôm ấp gì đâu mà kêu buông. Trời ơi, sát sát nhau như thế còn gì nữa, đi về tình tứ rồi. Ôi, mua đồ gì mà shopping. Đây. Thiệt á. Mua đồ cho con. Thôi cảm ơn ba. À trời. Bà muốn tôi chết lắm rồi đúng không? Bà muốn tôi chết rồi để bà qua lại với cái thằng cha này đúng không? Thôi chú đừng có nói như vậy, dù gì ba con như nào con cũng muốn ba con hạnh phúc. Hạnh phúc cái gì bây giờ? Con chấp nhận cô, mẹ, con chấp nhận hết. Chú Dương, chú ép quá, con qua con giật chú nha chú Dương. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, sao chú có thể nha. Có hoài hạnh phúc gia đình con như vậy? Chú với mẹ con là như thế nào chú nói rõ đi. Để tôi nói. Đó, trời ơi, tôi thích thằng này nữa. Tôi thích thằng này nữa, tôi thích thằng này nữa. Mày ơi. Nó đẹp trai, nó đẹp trai. Thích dễ. Mày. Sao? Nói bảy nghe. Lấy tiền rồi đúng không? Tất nhiên rồi. Con qua lấy 7 triệu. Ừ, con chứ. Okay, okay, phải okay. Cho con chứ. Con là trai đẹp cho nên là con có quyền có tiền. Yeah. Ủa, sao nay nhà mình không đủ vậy? Cho tiền trai trẻ nữa kịp ba. Của tôi đâu, của tôi đâu? Trai trẻ sao không thích được, trai già thích luôn. Chia yeah. Đi, chia đi. Vui quá, vui quá. Biết sao không? Bảy mới trúng số. Ồ. Trúng số hả? Mà không có trúng thường. Trúng độc đắc. Vậy là bà trúng số và cố tình đẩy tôi lên núi để bà với ông Dương này hưởng một mình đúng không? Không, ông đi lên núi cách đây 3 năm rồi. Còn tôi mới trúng số cách đây có 3 tiếng à. Ủa chú, nhưng mà hai người này đâu có tình cảm với nhau đâu. Ủa, vậy sao nãy em thấy nó tay nắm chân mà. Không có. Là chú Dương rồi cho bên em mượn 10.000 thôi. Xong rồi cô này mua vé số con là trúng số chứ không có tình cảm với nhau. Ủa sao thì sao nãy em nghe nói là không cho con cái biết gì đó. Ủa là sao? Tại vì nguyên cái hành trình mà mua vé số của tụi tôi đó là tôi có khấn chỉ nhà đàng hoàng. Nhờ thằng nhỏ nó hên nó bán cho tôi tờ vé số. Bây giờ tôi trúng được 2 tỷ, tôi cho nó 7 triệu. Tôi 700 triệu. Tôi 700 triệu là ông cho tôi mượn 10.000 đó. Bây giờ tôi còn 1 tỷ 3. Ủa vậy là cái chuyện giấu giếm mà. Tụi con má đãi 300 triệu, má còn 1 tỷ dưỡng già. Chuyện tới nước này rồi con nghĩ là ba nên qua bên đó quỳ gối xin lỗi mẹ đi. Để ba căng mày không nói ba. À, bà, thật sự thì hôm bữa tôi có đi coi bói. Thầy bói nói là hai đứa mình phải ly thân một chút xíu thì bà mới trúng được vé số. Cho nên là tôi mới quyết định tôi ly thân chứ thật sao tôi nhớ bà lắm. Ông đừng có xạo. Ông ghen bóng, ghen gió, ghen bậy, ghen bạ. Anh đây dù gì là ngày xưa cũng là cái người hả? Từ đem ông từ ngoài Hà Nội xa xôi vô đây để mà tôi với ông lấy nhau. Ngay đây là người ơn của mình. Ngày xưa ông là chủ hãng xe. Ông cho ông làm lơ xe bên đường thôi. Chở ông vô tới đây để cưới tôi luôn. Mà bây giờ anh phản phế ảnh mà giờ vợ ảnh mất rồi. Mình qua mình là bà con xa không bằng láng giềng gần. Người ta lớn tuổi dù gì cũng là người ơn. Lâu lâu đem miếng cái cây qua cúng chị là ông chửi tôi. Ông nói tôi là tôi mê ổng, tôi mê cặp môi của ổng. Nói thật là 3 tháng nay ở trên núi tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ gì? Tôi cũng thấy là nhiều lúc tôi hơi sai. Quá sai chứ hơi gì. Nhưng mà thật sự 3 tháng ở trên núi tôi nhớ bà lắm.
đêm đêm mò về nhìn bà mà không dám mò vào giường, lại phải mò lại lên núi. Ừ, thật sự là cũng quê. Người ta mới nói ông là tưởng cái dông ông về đó. Thật ông đó, ông nói sao giống như là người giống như trong đêm đêm vào từng cơn gió về âm 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 vi vu dường như thét gào ra bao la êm êm nghĩa tràn lạnh lùng, tưởng thấy ông không đó. Đó là mưa như là dông vậy đó. Bây giờ là ông với bà cứ như quề với nhau rồi hai bay sao, bây giờ má bị trúng đậm quá rồi hai bay tính tới luôn đi, rồi tao gả con gái tao cho, rồi sẵn trúng số mà làm cái hoành tráng luôn, mời tất cả bà con quất một cái là du quy đại náo luôn được không? Nè, 700 triệu mà tặng cho ổng đó coi như là của hồi môn của con chứ của ai. Đãi cái đám cưới 300 triệu chứ còn ai. Còn 1 tỷ một mình bác xài. Còn cái vụ mà có quề không tính sao? Rồi còn chăn chài nữa, tháng sau mình làm đám cưới. Cảm xúc sau tập này là chị Việt Hương vẫn thấy em à rất thích hợp để diễn kịch. À, em cảm ơn chị. Tại vì em biết sao không, toàn là dân nghề không mà diễn quá trời cứng luôn, phi nó ào 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 luôn, lướt nhỏ luôn, mặn bé bám trụ. Diễn mà làm cho em anh Phi bất ngờ luôn đấy. Đúng ra trong hoàn cảnh một người bình thường thì sẽ là phản đối khi mà bố mà qua lại với một cô hàng xóm, bởi vì là chưa có ly thân ly dị mà đây ủng hộ luôn, sẵn sàng bỏ anh Phi luôn. Dạ em nghĩ một phần do là mọi người kiểu nương, với cả không có ai nương em đâu em ơi, em đừng có nói gì rào đó, không ai nương đâu. Nó diễn không kịp thôi, nó diễn không kịp em thôi. Ủa, nói chị, chung là giỏi. Lúc đầu phân vai là em là con của anh Lê Dương Bảo Lâm. Em là con của chị Hương. Đó, là tới giữa kịch là bắt đầu gia đình mình xào xáo là mình. Nhưng mà mình vẫn diễn xong luôn á chị. Mình vẫn hoàn thành xuất sắc luôn á chị. Thiệt tình, bây giờ chị diễn hết kịch chị vẫn đinh đinh đây là nhà của ổng. Ủa? Chị hôm qua chị cứ anh Dương ơi, tại sao nhà không có nước? Đinh đinh chị xin lỗi tụi em. Chị diễn bất chấp luôn á, chị không hề biết bối cảnh luôn em. Thấy ghê không? Bởi vì chị thấy ekip đoàn kết chưa? Đoàn kết quá. Diễn với chị như thế thì tụi em cũng lớn lên chị ạ. Nói chung em mà hôm nay vẫn đối với chị, riêng chị rất rất là thích, nhưng mà cái vai mà nặng nề và áp lực và tâm lý đầy đủ và không có bạn đó thì không có buổi kịch ngày hôm nay. Dạ, đó rồi. Là vai của Thuận Nguyễn. Dạ, vai em diễn cực, cho nên là tất cả những áp lực nặng nhất sẽ đè lên vai của Thuận Nguyễn nói lời kết. Dạ. Dạ, hồi nãy em thấy mọi người rất là đoàn kết, với sự đoàn kết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Medicine Media Group thực hiện sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.